Chiều ngày mùng 1 tháng 8, huyện ủy Nậm Nhùn đã tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ huyện cho ý kiến vào dự thảo báo cáo quy chế làm việc mẫu của cấp ủy huyện, các đồng chí Trần Quốc Khanh, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, Hà Văn Sơn, phó bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Theo đó, trên cơ sở nghiên cứu báo cáo của các địa phương, đồng thời cụ thể hóa quy định số 202 ngày mùng 2 tháng 8 năm 2019 của ban bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy huyện, ban tổ chức trung ương đã xây dựng dự thảo báo cáo và dự thảo quy chế làm việc mẫu của cấp ủy cấp huyện. Việc xây dựng dự thảo báo cáo và dự thảo quy chế làm việc mẫu của cấp ủy cấp huyện là một trong những giải pháp đổi mới phương thức nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý của chính quyền cấp huyện, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết, thống nhất liên thông trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ giữa cấp ủy, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị. Đồng thời, phát huy tốt hơn tích cực, chủ động sáng tạo của các cơ quan, đơn vị, đề cao và gắn trách nhiệm quyền hạn cá nhân. Dự thảo báo cáo và dự thảo quy chế làm việc gồm năm chương 25 điều. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia góp ý kiến vào dự thảo báo cáo và dự thảo quy chế làm việc mẫu của cấp ủy cấp huyện, tập trung vào một số nội dung trọng tâm như cần cụ thể hóa nhiệm vụ, quyền hạn của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và thường trực cấp ủy, mối quan hệ với cấp ủy cấp trên, cung cấp, cần bổ sung các căn cứ trước khi ban hành, bổ sung nhiệm vụ của đồng chí phó bí thư huyện ủy trong công tác kiểm tra, giám sát. Đây sẽ là cơ sở để báo cáo ban tổ chức trung ương tiếp tục tổng hợp nghiên cứu xem xét sửa đổi hoàn thiện làm rõ một số nội dung dự thảo theo quy định